Phương pháp này được gọi là quản trị thành tích công việc. Thì mình hiểu đơn giản thì là cái đánh giá thành tích này là việc xem xét kết quả của các công việc mỗi cá nhân đã được thực hiện thông qua mục tiêu, những tiêu chuẩn và những yêu cầu kỹ năng đã được thống nhất xây dựng trước đó. Vai trò của nó là hầu hết các nghiên cứu về đánh giá tổ chức đều cố gắng trả lời các câu hỏi đánh giá cái gì, đánh giá như thế nào, ai đánh giá, khi nào đánh giá và tần suất đánh giá, thông tin đánh giá, thành tích nào được sử dụng. Tiếp theo là sự cần thiết của đánh giá thành tích. Đánh giá nhân viên là một trong những nhiệm vụ thách thức và khó khăn nhất. Kết quả đánh giá thành tích ảnh hưởng nhiều tới việc phát triển của mỗi nhân viên. Do vậy, cần phải tiến hành công việc đánh giá một cách hết sức khách quan và chính xác. Là khi đánh giá đúng về nhân viên thì việc quy hoạch nhân sự sẽ chính xác hơn. Người được đánh giá đúng năng lực sẽ làm việc hăng say hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn vì họ được công nhận. Bên cạnh đó, về phía công ty, một khi đã đánh giá đúng người thì sẽ giảm được thời gian và tiền bạc trong việc đào tạo thêm nhân viên. Nhờ đó mà người làm công tác quản lý tránh được các vấn đề về nguồn lực cạn kiệt, tinh thần sa sút, sắp xếp nhân sự không hợp lý dẫn đến hiệu quả công việc kém. Tiếp theo là KPI. KPI theo tiếng Anh viết là viết tắt của cây Performance Indicator, có nghĩa là chỉ số đánh giá được thực hiện công việc, là công cụ đo lường đánh giá hiệu quả qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận, chức năng hay cá nhân. Các tổ chức doanh nghiệp thường sử dụng KPI ở nhiều cấp độ khác nhau để đánh giá các mức độ thành công của họ đối với một mục tiêu đề ra từ trước. Hai là mục đích mục tiêu đánh giá thành tích nhân sự, là đánh giá thành tích nhân sự có ba mục đích là xem xét nhân viên đó có xứng đáng được khen thưởng hay không, những việc nhân viên đã thực hiện, rà soát điểm mạnh, điểm yếu, khả năng tiềm ẩn của nhân viên để tìm ra các phương pháp đào tạo, tập huấn phù hợp, xác định khả năng của nhân viên làm nền tảng cho nhân viên phát huy sự nghiệp. Có ba mục tiêu là mục tiêu hành chính, mục tiêu phát triển và mục tiêu điều hành. Mục tiêu hành chính là cung cấp thông tin cho việc kỷ luật, buộc thôi việc hoặc tăng lương khen thưởng nhân viên, tạo động lực kích thích cho nhân viên hoàn thành tốt công việc. Mục tiêu phát triển là giúp nhân viên hiểu biết được mức độ hoàn thành công việc của họ, từ đó xác định những điểm cần đào tạo để giúp nhân viên tăng năng suất và điểm yếu nhân viên khắc phục, đem lại thông tin để hoạch định nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân tài cho tương lai. Mục tiêu điều hành là cơ hội để nhà quản lý nhìn ra tiềm năng của nhân viên và truyền tải thông điệp cần thiết cho nhân viên, tăng cường các mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Sau đây là quy trình đánh giá thành tích gồm có 7 bước. Xác định yêu cầu cơ bản cần đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp, huấn luyện các nhà lãnh đạo và những người làm công tác đánh giá về kỹ năng đánh giá thực hiện công việc của. Một là xác định các yêu cầu cơ bản cần đánh giá, là thiết lập các mục tiêu, các yêu cầu cho từng nhân viên khác nhau, công việc khác nhau thì nội dung đánh giá sẽ khác nhau. Tiêu chí đánh giá thì gồm nội quy thực hiện, tinh thần hợp tác hỗ trợ, tinh thần thái độ làm việc, tính sáng tạo và khả năng phát triển. Ví dụ như là đối với mỗi nhân công thì đảm bảo 230 một sản phẩm một ngày, hoặc là tăng 15% sản lượng so với năm trước hoặc kỳ trước.
Hai là lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp, là có bốn phương pháp để lựa chọn, là phương pháp so sánh theo so sánh cặp, là từng nhân viên sẽ được so sánh với các yêu cầu chính. Ví dụ như là tính sáng tạo của nhân viên, nếu là tốt nhất thì 4 điểm, còn nếu mà kém nhất thì sẽ không điểm. Theo đó đánh giá số điểm phù hợp cho từng nhân viên. Thứ hai là phương pháp bảng điểm, là dựa trên việc đánh giá như khối lượng, chất lượng, tinh thần, thái độ, thực hiện nội dung, thực hiện nội quy, được đánh giá theo mức xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu. Thứ ba là phương pháp đánh giá theo mục tiêu, thường được đưa ra ở cấp quản trị cấp thường được đưa ra ở cấp quản trị cấp quản trị cao nhất của công ty, hoặc đánh giá các bộ phận theo dự án hoặc theo công việc khó đo lường. Thứ tư là phương pháp định lượng, gồm có 3 bước. Bước 1 là xác định yêu cầu chủ yếu để thực hiện công việc. Bước 2 là phân loại từng yêu cầu theo các mức, mỗi mức phải có quy định rõ ràng. Bước 3 là đánh giá trọng số của từng yếu tố trong tổng số trong tổng các yếu tố. Thứ ba là huấn luyện các nhà lãnh đạo và những người làm công tác đánh giá về kỹ năng đánh giá thương hiệu công việc của nhân viên. Cái phần này thì dành cho những nhà lãnh đạo và những người có quyền đánh giá công việc của nhân viên. Họ sẽ được huấn luyện kỹ năng đánh giá công việc của mỗi bộ phận, mỗi công việc. Thứ tư là thảo luận với nhân viên về nội dung, về phạm vi đánh giá. Công việc này thì thống nhất với nhân viên về ngày giờ đánh giá, giới thiệu sơ về mục đích và nội dung, chuẩn bị địa điểm đánh giá, phổ biến sơ lược nội dung và yêu cầu của cuộc đánh giá. Thứ năm là thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn trong mẫu thực hiện công việc, thực hiện so sánh phân tích kết quả thực tế thực hiện công việc của nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. Không nên để tình cảm ấn tượng của nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến kết quả đánh giá. Thứ sáu là thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá. Nhà lãnh đạo nên thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá, tìm hiểu những điều nhất trí và những điều chưa nhất trí trong các đánh giá, chỉ ra những điểm tốt cũng như điểm cần khắc phục, sửa chữa trong thực hiện công việc của nhân viên. Cái công việc này thì giúp nhà quản lý đối chiếu với các thông tin do nhân viên cung cấp và đánh giá chính xác hơn hiệu quả công việc. Đây cũng là cơ hội để nhân viên bày tỏ các nguyện vọng và ý kiến của mình đối với công việc của mình và cũng như là công ty. Bảy là xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên. Điều quan trọng trong đánh giá hiệu quả công việc là cần vạch ra các phương hướng, cách thức cải tiến thực hiện công việc, đề ra các chỉ tiêu mới cho nhân viên. Bên cạnh đó, lãnh đạo cần tìm hiểu xem nhân viên cần sự hỗ trợ gì và các nhân viên cần làm gì trong thời gian nhất định sắp tới. Phần thuyết trình của nhóm em đến đây là hết ạ. Còn phần sau nữa kết luận gì nè, và phần sơ đồ gì nè, Sơ đồ này thì em làm mà không biết có đúng hay sai nên thầy sửa giùm em với. ý là em nói là giờ không báo cáo mà để cho tôi xem rồi sau đó tôi sửa cho em đó hả? Thì nó cũng chỉ có thế này thôi thầy. Sao lại bắt chước với nhóm kia đúng không? Em chỉ biết có thế nên em chỉ nói thế, vì vậy chỉ có thế nên thầy có đầu tiên cái bài thuyết trình của các bạn á, nó sao nhỉ?
bạn các bạn đưa ra xây dựng quy trình đánh giá này dựa trên tài liệu tham khảo nào á? Ở trong sách môn gì của thầy Quý Môn gì của thầy Quý? em cũng không nhớ rõ lắm. Quản trị nhân sự hả? Tôi nhớ quản trị nhân sự là cô Thu dạy các bạn mà đúng không? Thì KPI này thì chỉ có một trong môn quản trị nhân sự thôi. Cái thứ hai đó là sao nhỉ? Slide của bạn chán quá. Nhiều chữ quá. Tôi đang sửa slide của bạn đây. Một chiếu này chắc chả thấy gì và tôi đọc tôi cũng chả thấy gì. Cái hình các bạn đã dùng cái hình màu gì ta? Màu sữa rồi mà lại còn dùng cái chữ màu sữa luôn, màu trắng, nên vì vậy là nó nhìn nó giống không gì hết. Rồi bạn kết thúc cái phần trình bày của bạn đi. Dạ. Hoa Dạ rồi. rồi. Các bạn thấy màn hình của tôi có thấy màn hình của tôi Dạ thấy ạ. không? Rồi. À, các bạn vào đang nhìn và thấy cái rõ cái chữ này không? Không thể thấy được ha. Thì đây tôi chỉnh được nãy giờ được một của một ít rồi. Cái này là do các bạn để dạng mặc định của nó. À, thì nhóm số 9 này đưa ra quy trình đánh giá thành tích của một tổ chức. Đầu tiên các bạn đưa ra quy 7 bước để gọi là đánh giá thành tích của nhân viên. Thì đây quy trình đánh giá thành tích gồm có 7 bước ha. Thì các bạn biết là trong mỗi 7 bước này mỗi các bạn chọn ra một bước thôi. Các bạn để xây dựng quy trình của nó cũng được rồi, không cần gì nhiều đâu ạ. Một bước một 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 bước là ví dụ như là lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp này. À, thì làm sao để lựa chọn được cái phương pháp đánh giá thích hợp thì mình phải đưa ra quy trình luôn. À, quy trình đánh giá nó hay là vì vấn đề là ví dụ như thảo luận với nhân viên về nội dung phạm vi đánh giá, thì để thảo luận với nhân viên thì mình cũng thực ra thì nó chỉ là một buổi họp thôi, thì chúng ta cách thức tiến hành một cái buổi họp nó với nội dung như, với nhân viên là như thế nào, rồi thảo luận. Thì ở đây rồi huấn luyện các nhà, bước thứ ba huấn luyện thì các bạn cũng có thể vẽ được thành một quy trình. Thì nó đưa ra một quy trình là quy trình đánh giá thành tích gồm có 3 bước. Thứ nhất là kiểm tra thành tích,
đánh giá và đánh giá kết quả đánh giá và đánh giá thành tích nhân viên. À, thì bạn Thu Hoài, mục đích của việc kiểm tra thành tích này là gì em? Dạ, mục đích của việc kiểm tra thành tích là để em không biết giải thích sao nữa. Thì mình nói lên điều gì? Quá trình này đầu tiên để làm gì? Để quan sát công việc, thái độ của nhân viên. Quan sát công việc và thái độ của nhân viên hả? Không phải đâu, ví dụ nè, kiểm tra thành tích thì hiểu đơn, tôi đọc vào chữ này tôi hiểu như thế nào thì tôi nói, thì bạn không biết có đúng hay sai thì bạn có thể bổ sung hoặc là chỉnh cho tôi nha. Kiểm tra thành tích ở đây tôi lấy ví dụ này, bây giờ tôi nói lớp chúng ta đúng không, à bây giờ tôi lớp chúng ta là tôi có điểm quá trình đúng không, điểm quá trình thì bây giờ tôi muốn cho điểm quá trình các bạn, thì bây giờ các bạn hãy nộp bài kiểm tra và bài nhóm của bạn lên cho tôi đúng không ạ. Thì ở đây kiểm tra thành tích có nghĩa là gì? Kiểm tra những cái bằng chứng, những cái minh chứng mà các bạn đã nộp lên để chứng minh rằng các bạn có làm việc nhóm, có các bài kiểm tra như vậy để tôi cho điểm đúng không ạ. Thì kiểm tra thành tích ở đây là kiểm tra các minh chứng mà của các thành viên họ đưa lên, tôi hiểu vậy đúng không? Dạ vâng. Sau nghe Vân nghe nó yếu đuối dữ kìa. Rồi bước thứ hai là kết quả đánh giá, ý bạn ở chỗ nào là gì? Kết quả đánh giá là Đây nè, các bạn phải để qua đây này thì nó mới sẽ hợp lý hơn nè. Đây, đây, bước một là kiểm tra thành tích, bước hai là đánh giá thành tích nhân viên, ba chấm không là kết quả đánh giá, nó phải như thế. Tôi chỉnh vậy có đồng ý không? đã có. Các bạn thành viên còn lại thì sao, có ai có bảo đồng ý không ạ? Không qua giờ này hết. À, như vậy chúng ta còn 3 bước. Thứ nhất kiểm tra thành tích, đây là kiểm tra hay gọi đơn giản là kiểm tra các minh chứng ha, rà soát các thành tích của các thành viên trong một cái nhóm nào đó đúng không ạ. Rồi sau đó bước thứ hai là chúng ta đánh giá các thành tích, có nghĩa là gì? Chúng ta so sánh thành tích giữa các thành viên, giữa ông A với ông B, ông C với ông D, giữa những người với nhau, để từ đó chúng ta đưa ra được cuối cùng là gì, đánh giá kết quả đánh giá đó là gì, ông nào là số 1, ông nào là số 2 và ông nào là đứng kế bạn đúng không. Bây giờ thì sẽ đồ ngữ cảnh rồi sơ đồ ngữ cảnh của các bạn đây. Sơ đồ ngữ cảnh là sơ đồ mà sao các bạn vô thi chú ý nha, dễ thi tôi biết là nó mắc lắm nhưng mà một năm học đó, các bạn thi có các bạn hai đợt ha, mỗi đợt thi chắc khoảng 20.000 thôi, mà 20.000 chắc sạn đuối 6 7 môn mà, thì to lên để to lên nha, to lên đó, to lên chân chơi mà làm phải làm lớn. À, thì ở đây này
các bạn đưa qua ba bước đánh giá quản lý này của bạn để hình này nó đúng. Mà thực ra thì cho đúng kỹ thuật một tí được bạn à, đấy à. À, một bên là quản lý bên nhân viên ha. Quản lý xác định yêu cầu lựa chọn phương pháp ý em ở ý nhóm là chỗ này là sao các bạn? Tôi vẫn không hiểu. Trong sơ đồ ngữ cảnh thì các bạn chú ý là chúng ta chỉ vẽ một quá trình duy nhất thôi nha. Và quá trình đó là quá trình đánh giá thành tích. Nên chỗ này là đánh giá thành tích nha. À, đánh giá thành tích thì đầu tiên à, thì các bạn xác định một cái quy trình hay một cái hệ thống đánh giá thành tích thì nó đầu vào nó là cái gì và đầu ra nó là cái gì à, đầu vào nó là cái gì, cái nhóm đầu vào nó là cái gì các bạn? Có thấy rõ không ạ? À? Nhóm chín đâu rồi? Dạ thấy ạ. Ừ. Theo các bạn đầu vào nó là cái gì? Là các phương pháp với cả yêu cầu. Phương pháp yêu cầu. Cụ thể anh đi, yêu cầu là yêu cầu gì? Yêu cầu như là mấy cái tiêu chí đánh giá này, đúng là tinh thần thái độ làm việc. Không, nếu vậy thì đó người ta gọi là tiêu chí đánh giá, là bản thân á, cái em đang nói nằm ở trong đánh giá thành tích này, cái em đang nói đang nằm ở trong cái vòng tròn này nè đó. Còn mà cái hai cái bên này nè là những tác nhân bên ngoài cái hệ thống này đó. Thì những cái thông tin nào vào và ra để cho cái hệ thống này nó xử lý để nó đánh giá được thành tích của nhân viên, em hiểu không? Có nghĩa nôm na tôi lấy ví dụ thế này nè. Sáng ra bây giờ giả dụ em đi mua bánh mì đúng không, em tới em đi mua bánh mì buổi ăn sáng là 15.000 một ổ, em mua 15.000 một ổ, em nói với cô bà bán bánh mì á, thì bán cho em mỗi bánh mì 15.000, thì bà đứng đó bảo bỏ mấy thứ vào đúng không ạ, thì chúng ta xong thì chúng ta chỉ đợi 10 phút hay 5 phút giờ chúng ta lấy ổ bánh mì chúng ta đi. Như vậy về mặt nguyên tắc á, các bạn có cần quan tâm bà bánh mì làm gì không? Dạ không. Đúng rồi, bởi vì việc các bạn đó là việc trả tiền và lấy bánh mì đi ăn thôi đúng không ạ, thì đó là cái vòng tròn này nè. Thì cái yêu cầu đánh giá này nó giống như là rau và thịt trong ổ bánh mì bạn vừa mua, bởi nó nằm bản chất nằm trong cái quy trình này nè à, nó nằm ở trong cái hình tròn này à. Nên vậy là cái quan trọng các bạn phải xác định được cái đầu vào và đầu ra của một quá trình này nè nó là cái gì. Thì đối với trường hợp bà bán bánh mì đó là đầu vào là tiền và đầu ra đó là bánh mì đưa cho khách, và đầu vào là khách đưa tiền và sao đưa bánh mì cho khách, chấm hết đúng không ạ? Nên vậy cái chỗ này nếu như các bạn, bởi vì các bạn phải xác định được cái này, bởi vì trong bài thi tôi không có đưa ra một tình huống cụ thể và các bạn phải tự xử lý. Và khi các bạn tự xử lý thì các bạn phải đầu tiên phải xác định được một cái hệ thống của mình hay một cái quy trình của mình thì đầu vào và đầu ra nó là cái gì. À, thì đầu vào và đầu ra các bạn dựa trên cái này. Thì quy trình đánh giá thành tích của bạn đầu vào xác định yêu cầu cơ bản cần đánh giá, lựa chọn phương pháp hợp công việc thảo luận, nhưng mà đây là những cái bước mà cái chất là hoạch định rồi, khi xây dựng công việc thì nó lại thì các bạn quay lại đây nè. Bước một là kiểm tra thành tích đúng không, kiểm tra thành tích này nè, kiểm tra thành tích thì bạn phải bây giờ bạn bóc tách nó ra,
dụ tôi kiểm tra thành tích đúng không ạ? Thì tôi có đầu vào của nó là cái gì không biết, nhưng đầu ra của nó phải phục vụ cho cái bước thứ hai này. Cái file của bạn nó định dạng hay thật. À, có nghĩa là các bạn làm gì thì làm không biết, nhưng mà cái khâu đầu ra của kiểm tra thành tích này nó là bước tiếp theo đúng không ạ? Như vậy đầu vào của nó là cái gì đúng không ạ? Và các bạn đặt ra câu hỏi đầu vào nó là cái gì, kiểm tra thành tích nó là cái gì? Việc hồi nãy tôi nói với bạn kiểm tra thành tích đó là gì, chúng ta đang kiểm chứng những cái hồ sơ dữ liệu đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì như vậy cái thành tích này bây giờ các bạn nếu mà đặt ra thì thành tích này chúng ta sẽ đặt ra hai tình huống. Thứ nhất đó là thành tích này là tự nhân viên đưa lên hay là nội bộ đưa lên đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là các bạn mà đi đi làm đi cuối năm thì để đánh giá thành tích các bạn là đạt hay không đạt, thì đầu tiên ví dụ là các bạn nói tôi năm vừa qua đã bán hàng đạt doanh thu được 2 tỷ cho công ty, như vậy dữ liệu 2 tỷ này lấy đâu ra các bạn? Do mình tự đề bạt hoặc là cấp trên thấy. Thì như vậy dữ liệu này nó phải do một cái bộ phận đúng không ạ, bộ phận quản lý trực tiếp của nhân viên đó họ đưa qua đúng không? Đó thì như vậy chúng ta xác định được một cái như vậy đối tượng mà chúng ta đánh giá đó là gì, bộ phận quản lý trực tiếp nhân viên đúng không ạ? Trực tiếp nhân viên họ đưa những cái minh chứng cho qua bên này và để họ kiểm tra đạt hay không đạt thì sao? Nếu mà đạt thì bước qua bước đánh giá thành tích nhân viên, mà nếu không đạt thì thôi thì họ sẽ lưu lại hoặc là gì đó vân vân đó, thì cái đội bộ xử lý. Và sau khi đánh giá xong rồi thì sao, họ sẽ công bố kết quả đánh giá đúng không ạ? Công bố kết quả đánh giá công bố kết quả đánh giá và cho phổ biến cho toàn bộ công ty, bởi vì tôi lấy ví dụ như trong việc đánh giá nhân viên này tôi đánh giá ở phòng kinh doanh thôi, thì bây giờ mọi người phòng kinh doanh biết, bây giờ tôi công bố toàn công ty biết luôn hả? Thì tôi công bố kết quả và công bố cho cá nhân của người đó luôn, thì công bố kết quả đánh giá và kết quả đánh giá này tôi gửi cho ai đúng không ạ? Cuối cùng đặt ra câu hỏi này, kết quả đánh giá này tôi sẽ gửi cho ai đúng không ạ? Và tôi sẽ gửi cho nhân viên đúng không? Nhân viên và người quản lý đúng không ạ? Quản. Như vậy
chúng ta thấy một quy trình chúng ta sẽ như thế này và các bạn đưa ra một cái quy trình như vậy thì chúng ta thấy là đầu vào của nó là thông tin từ cái nơi quản lý trực tiếp của nhân viên đó, họ đề bạt đưa những cái minh chứng lên và sau đó qua quá trình đánh giá nhân viên thì kết quả đánh giá phải gửi cho người nhân viên đó biết được kết quả họ đánh giá như thế nào, ông nào được loại cao thấp bé nhỏ to gì đó, đúng không? Và đồng thời gửi cho người quản lý trực tiếp luôn, có thể là gửi trực tiếp qua này qua phần quản lý trực tiếp này, ai ai gửi cho bên này để họ biết được rằng ở nhân viên như thế nào không. Thì như vậy thì chúng ta thấy là nó có đầu vào và đầu ra, hiểu không? Vậy cái chỗ sơ đồ này sai ha, sai chỗ này thôi, toàn cái chỗ này thôi. Nếu vậy chỗ này chúng ta xin lỗi bạn, chỗ này chúng ta có gì nếu mà sửa thì chỗ này là bộ phận quản lý tiếp. Vậy là thông tin thành tích, họ cũng có thông tin thành tích cho cái hệ thống này đúng không ạ? Và hệ thống này sẽ kết quả đánh giá họ sẽ gửi về cho nhân viên và quyết định, hay là thực ra kết quả đánh giá nó đồng với sự phạt rồi đó. Xong, và cái này sang ngoài để làm hành giả này các bạn như vậy thôi bạn. Bạn thấy trình độ vi tính của tôi pro đấy, vậy thôi bạn, sơ đồ ngữ cảnh nó vậy thôi bạn. Tiếp theo là cái gì đây, sơ đồ dòng dữ liệu cấp không của quá trình đánh giá thành tích, các bạn có thể giải thích cho tôi được không? Cái này là Tú Anh với cả bạn Đạt làm nên em cũng không rõ lắm. Em không rõ Vâng. hả? Không rõ thì cũng không sao ha. À. Thì sao nhỉ? Đầu tiên về mặt kỹ thuật. Ok không? Về mặt kỹ thuật thì thế này các bạn các bạn ngược theo nhà để tôi sửa thế này thì tôi không biết như thế nào, nó nôm na thì nếu chấm thì thấy nó khá là rườm rà. Không biết đọc từ trên xuống hay từ dưới lên nữa các bạn. Đây. Đây các bạn có thấy màn hình tôi chia sẻ không các bạn? Màn hình to luôn á. Thấy chưa? Dạ thấy rồi. Nguyên đâu rồi? Thấy rồi không? Đây này. Bởi vì nhìn vào sơ đồ này tôi không biết từ trên xuống dưới hay dưới phải, bởi vì các bạn nhìn vào đây này, từ số 1 nó chạy xuống dưới này, nó chạy vòng vào đây
Ông này dăng vô đây. Rồi hai ông này. Chiêu chiêu dòng vô đây. Ông bên này chiêu phát lại dòng vô đây. Các bạn thấy bốn cái mũi tên này này. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đổ dồn vào trung tâm. Tất cả dồn vào gọi là tức, giống như các bạn nghe tôi nói là tất cả mọi dòng sông đều đổ ra biển lớn, thì cái ông số 2 này trở thành trung tâm của vũ trụ. Đó. Thế vậy là tôi mới nói rằng là tôi không biết là tôi nên đọc từ trên xuống dưới hay là đọc từ dưới lên trên. Và kỹ thuật thì sai ha, thì cái này nó phải bo bốn góc này. À, nếu mà đúng cái này phải bo bốn góc này. À, tôi thì không có thời gian bo bốn góc ha, phải bo bốn góc rồi. Nếu mà bo bốn góc thì cái thằng số 1 này nó sai mẹ mất rồi, nó tự nhiên đi ra thì nó không thấy đi vào nhé. À, cái thứ hai nữa là cái một cái hai của bạn á thì bạn phải thống nhất với lưu đồ BFD của mình. BFD của mình có ba cái đúng không, BFD của mình có ba cái thì này, này các bạn dựa vào cái này này có ba cái thì bây giờ mục tiêu đó chân. Và bây giờ về lại đây. Thì bước hết đi, bước hết rồi mọi người. Giả dụ cái này là hình chữ nhật bo bốn góc nha các bạn. Một là toàn một là gì, kiểm tra thành tích bạn xóa, giống như cái này giống như cái nhà đập đi xây lại các bạn, kiểm tra thành tích. Đó. Thứ hai là đánh giá thành tích nhân viên, giá thành tích 1.0 chứ 0.1 nha bạn, 1.0. Hai chấm không chỗ này lại thành hình gì đó. Các bạn không thống nhất gì hết, 3.0 đó. Kết quả đánh giá đó. Rồi các bạn có ba quá trình như vậy và cái này cứ đưa ra các bạn. À. Sẽ ngược nó lại. À, thì các bạn cái này là sai hết rồi bạn. Kết quả đánh giá thì gửi cho nhân viên ha. Tôi rất tiếc là cái người thiết kế cái quy trình này không báo cáo lên, bởi vì công tôi nhìn cái quy trình có vẻ khá là công phu, tuy nhiên lại không báo, không giải thích được. Rồi cho đi luôn đi. À, thì ở đây thì dữ liệu đâu vào đây, nó là gì, một phần
để cho tiếp này. Hay bây giờ chúng ta bỏ đi, bởi vì mỗi thành tích của nhân viên nó đều có phòng nhân sự, phòng nhân sự ha, phòng nhân sự. Phòng nhân sự sẽ cung cấp thông tin. Thông tin. Thông tin thành tích. Ngoài bước có một chấm không là kiểm tra những cái thành tích mà bộ phận nhân sự này họ gửi lên. Và nếu mà khi mà chúng ta không đặt chúng cái vị trí của nó, khi chúng ta di chuyển nó sẽ không di chuyển theo các bạn. Này, để nó sẽ xéo một tí nữa. Kiểm tra thành tích nhân viên, nếu mà nó đạt thì nó qua bước 2.0 đánh giá. Mà nếu như nó không đạt thì sao? Kết quả cuối cùng này chúng ta đưa vào đây. Đồng thời kết quả của cá nhân thì gửi cho mỗi thành viên, đúng không? Còn kết quả cuối cùng của tập thể thì gửi nhà quản lý hoạt động tiêu vô vậy đó. Rồi, tiếp theo tiêu chuẩn đánh giá. Đây, tiêu chuẩn đánh giá này, này thì cái tiêu chuẩn đánh giá này nó nằm trong cái kiểm tra thành tích của bạn. Thì đây rồi, ở đây vấn đề là tiếp theo là chúng ta phải cần một cái kho dữ liệu. Kho dữ liệu ở đây lười vẽ quá. Ở trong này nó không có các bạn. PowerPoint này nó ít cái chức năng lắm. Nó không có nhiều hình giống như phần mềm kia. Ai có cái hình này mà sao các bạn không dùng hình này mà đi đâu dùng hình này? Để lấy qua cho nó chán. Đây, đẹp hẳn rồi các bạn. Về cơ bản thì các bạn đó phải như thế này. Đó, về cơ bản các bạn vẽ ít nhất phải được như thế này, sau đó là các bạn mới chêm thêm cái kho dữ liệu vào. Ví dụ như là ở khâu bước 1 kiểm tra thành tích, đúng không?
thì sau khi kiểm tra thành tích thì các bạn sẽ lưu vào một kho dữ liệu, một cái kho dữ liệu này, một cái hình này đi ha, anh đúng lắm nhưng mà không kệ, thì các bạn cho vào một kho dữ liệu. Thì kho dữ liệu này có nghĩa là gì? À, có nghĩa là những cái thông tin mà về kết quả đánh giá, thông tin về có thể là kết thông tin về những cái thành tích này đưa vào này, mình sẽ lưu lại đúng không? Có nghĩa là cái bước sàng lọc này này, mình ví dụ như là biên bản kiểm tra thành tích này, biên bản những cái gì đó mà mình lưu lại làm dữ liệu. Rồi sau đó là qua quá trình 2.0 thì mình cũng có một cái kho dữ liệu, có thể là gì, lấy dữ liệu từ cái này đi qua, hoặc là đánh giá thành tích này thì mình sẽ lưu lại một lần nữa là gì, có nghĩa là đánh giá thành tích này thì đạt thì không đạt, đều hai bước 1.0 là 2.0 này đều có những cái hoạt động đạt thì không đạt, nếu đạt thì sao, mà không đạt thì như thế nào. Nhưng nếu như các bạn có thể đạt thì chuyển qua bước hồ sơ nào mà đạt, và từ bước 1 mà đạt thì chuyển qua bước 2, còn nếu mà không đạt thì lưu lại, hoặc là không đạt có thể mình có một hành động nào đó đều đưa qua luôn 2.0. Rồi nếu mà 2.0 thì nếu mà bước 1 thì không còn ý nghĩa nữa, nên vậy là nếu mà không đạt thì mình lưu lại thôi các bạn, thì qua bước 2 cũng không, là đánh giá cái thành tích này, phân tích các thành tích này nó có tốt hay không, thì lúc này thì lúc này mình đã có rồi, thì mình dữ liệu mình lúc này mình không lưu nữa mà mình qua bước phân tích tiếp theo nữa, có nghĩa là gì, kết quả đánh giá thành tích mình qua là tới phần thứ ba là kết quả đánh giá, thì mình sẽ lưu một cái, sẽ là gửi cho nhân viên một cái vậy thôi. Như vậy thì cái bảng phần 3 này mình sẽ lưu lại dữ liệu thành một, thêm một cái thứ ba này mình sẽ giữ. Ba mình sẽ lưu lại kết quả đánh giá này, mình sẽ lưu lại vậy, lưu lại thì phòng nhân sự. Lưu lại là hồ sơ. À, mình lưu lại là hồ sơ nhân sự, hồ sơ khen thưởng ha. Thì như vậy các bạn, chỉ cần làm vậy thôi, làm như kiểu cái ban đầu của bạn nó quá là phức tạp đi và nó cực kỳ khó hiểu. Thì về cơ bản các bạn có thể biến tấu thêm hoặc là bổ sung thêm, nhưng mà về cơ bản phải như thế này các bạn. Các bạn nhắm chính cái ý kiến không các bạn? Dạ không ạ. Nhóm khác thì sao ạ? Dạ không thưa thầy. Không ạ. Các bạn hiểu chưa bạn? Có nghĩa là vô thi tôi sẽ không có cho một cái tình huống này dài dằng dặc và bạn vẽ lại, cái đó rất là dễ, rất là dễ. Thì tôi thích các bạn phải tự nghĩ ra những quy trình riêng cho mình, và các bạn cũng phân tích những vấn đề như nãy giờ tôi đã nói, làm các bạn bước một các bạn là
xác định nó gồm những quá trình nào, đúng không? Và các bạn nhớ chỗ đây là các quá trình này nó phải nằm song song với nhau, quá trình này nó phải song song với nhau. Có giống như đó, các bạn ví dụ như nhà tôi có hai đứa con, ba đứa con đi, giả dụ ba đứa con thì đây là ba đứa con đó, mà đừng có đặt cái cô vợ của tôi xuống như này nha. À, đừng có đưa cái, ví dụ như các bạn đưa thêm một cái ví dụ như là bộ phận quản lý trực tiếp nhân viên này, bạn đưa vô đây, còn vẽ thêm một đường trên này xuống nữa thì lại sai nhé bạn, cái này là sai hoàn toàn. À, các bạn như thế này các bạn không xác định được đúng với cái bản chất của vấn đề. À, thì chúng ta cái quan trọng đầu tiên chúng ta xác định cái việc mà để giải quyết vấn đề, một cái vấn đề nào đó trong một tổ chức thì các bạn phải xác định là nó tổ chức đó nó to nó nhỏ, quy mô như thế nào. Thứ hai nó là cái quy trình của nó sẽ để giải quyết cái vấn đề này nó sẽ trải qua bao nhiêu quy trình, đúng không? Ở đây chúng ta xác định nó qua ba quy trình, đúng không ạ? Và ba quy trình, và sau đó các bạn group nó lại ba quy trình lại với nhau. Đó, đó là quá trình một là sơ đồ ngữ cảnh đấy, thì chúng ta đầu vào nó là cái gì và đầu ra nó là cái gì. À, đầu vào và đầu ra của nó là cái gì là xong. Chà, giữ mất tiêu. À, đầu vào nó rồi sau đó là các bạn, nếu như các bạn làm được xong bước này là gần như hai cái sơ đồ tiếp theo này làm rất là dễ, rất là nhanh. À, và không còn cái phức tạp đối với các bạn đâu các bạn. À, nếu như mà rồi như vậy tôi sửa xong một nhóm. À, mời nhóm tiếp theo đi ha. Tôi dừng trình bày và tôi mới nhường nhóm tiếp theo. Hồi nãy có một nhóm bạn Phạm Thị Thủy Tiên. Nhóm bạn Thủy Tiên thì sao? Dạ, nhóm em thuyết trình luôn nha thầy. Ừ. Dạ, em xin chào thầy và các bạn. Sau đây em xin thuyết trình về phần nhóm là quy trình quản lý kho. Ô, khoan, từ từ sao tôi thua vậy các bạn? Em, các bạn khác có thấy không? Biết có thôi. Vậy thì để tôi out ra rồi tôi vào lại nhé. Dạ. Ờ, tôi thấy rồi các bạn. À, các bạn báo cáo đi các bạn. Dạ, sau đây em tới khái niệm quản lý kho. Quản lý kho là việc kiểm soát các hoạt động hàng ngày của kho hàng như là nhập xuất tồn kho, chuyển kho. Quản lý kho hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí và tăng doanh thu cho cửa hàng doanh nghiệp. À, nhóm em có tìm được 3 phần về hệ thống quản lý kho hàng gồm nhập kho, xuất kho và báo cáo. Nhập kho là khi có hàng gửi đến từ nhà cung cấp, bộ phận hàng, nhãn hàng sẽ kiểm tra số lượng và chủng loại, xem hàng có khớp với biên lai hay không, nếu có đưa vào kho và nếu không trả lại cho nhà cung cấp. Xuất kho, bộ phận sản xuất sẽ gửi một phiếu yêu cầu nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất trong ngày. Bộ phận xuất kho ghi nhận hàng được sẽ tiến hành xuất kho.
Lập báo cáo. Trong trường hợp nguyên vật liệu trong kho ở dưới mức dự trữ an toàn, bộ phận quản lý kho sẽ đề nghị mua nguyên vật liệu cho giám đốc. Giám đốc sẽ xem xét và trả lời chấp nhận hoặc từ chối. Nếu được chấp nhận, bộ phận kho sẽ đặt hàng đến nhà cung cấp, lập báo cáo hàng ngày về tình hình xuất nhập kho. Báo cáo này được đưa vào tệp báo cáo kho. Đây là sơ đồ của nhóm em. Giải thích cụ thể hơn cái đi bạn. Dạ. Nhập kho thì khi có hàng gửi đến từ nhà cung cấp, bộ phận hàng sẽ kiểm tra số lượng và chủng loại xem hàng có khớp với biên lai hay không. Nếu có thì đưa vào kho. Xuất kho thì bộ phận sản xuất sẽ gửi phiếu yêu cầu để xuất trong ngày. Bộ phận xuất kho khi nhận hàng được sẽ tiến hành xuất kho. Lập báo cáo thì trong trường hợp nguyên vật liệu trong kho ở dưới mức dự trữ an toàn thì bộ phận quản lý kho sẽ đề nghị mua nguyên vật liệu cho giám đốc. Giám đốc xem xét và trả lời chấp nhận hoặc từ chối. Nếu được chấp nhận, bộ phận kho sẽ đặt hàng đến nhà cung cấp, lập báo cáo hàng ngày về tình hình xuất nhập kho. Báo cáo này được đưa vào tệp báo cáo kho. Dạ, hết rồi thôi. Hết rồi hả? Dạ, bài viết không biết luôn là hết. Cảm ơn nhóm các bạn nha. Nhưng mà thông tin này các bạn tham khảo ở đâu? Dạ, ở trên mạng. Ở trên mạng là mạng website nào? Dạ, kiểu tùm lum trên mạng đó thôi. Tùm lum, làm gì có chuyện tùm lum. Nó phải có địa chỉ đàng hoàng chứ. Rồi cảm ơn các bạn. Nếu như mà các bạn ngại nó ra bởi vì nó là bí mật quốc gia của các bạn. Rồi. Bây giờ nha. Về mặt logic là khá là hợp lý rồi đó các bạn. Về mặt kỹ thuật cũng đúng rồi đó các bạn. Không có vấn đề gì hết. Các bạn kéo lên slide phía trên cho tôi có một tí được không các bạn? À, kéo xuống chúng tôi slide dưới. Hoàn hảo ha, nói chung là không có vấn đề gì hết. Nhập kho, xuất kho và báo cáo thì hoạt động kho thì nó cũng khá là đơn giản, nó không có cái này khá là đơn giản ta. Rồi nhóm này thì tôi không có bổ sung hoặc là có sửa đổi gì hết vì bài báo cáo của các bạn là nó khá là chỉnh chu và nó khá là hoàn thiện rồi, và tôi sẽ né cái bài thuyết trình của nhóm này ra để làm bài thi, bởi vì các bạn có thể sẽ tham khảo bài của bạn này để làm bài thi. Qua cái ký không qua? Quan trọng là cái chỗ nãy tôi chưa kịp bài thì bạn đã tắt rồi, là cách các bạn đặt tên kho. Chú ý một cái, tên kho dữ liệu của chúng ta thì nếu mà chỉnh sửa thêm một tí xíu nữa nó sẽ hoàn thiện hơn rất là nhiều. Cái nội dung tên kho á. Thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải lao một tí nha các bạn.
Và lát nữa khoảng tầm 3 giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay lại. Xin chào tạm biệt các bạn nha.